cùng chào đón sự trở lại của chương trình Nghệ sĩ và Tri âm tháng 9 năm 2022 với chủ đề Long An quê mẹ, với những bài ca về quê hương, đất nước và người Long An. Trong chương trình, người mộ điệu sẽ được thưởng thức phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi. Đến với Nghệ sĩ và Tri âm tháng 9 để cùng thưởng thức phần thể hiện của các chuông vàng giọng cổ Võ Minh Lâm, Phùng Ngọc Bảy, Lê Diệu Hiền, Võ Hoàng Dư, Thu Mỹ, Lê Hồng Trang và các nghệ sĩ Thanh Đông, Nam Thanh Phong, Trọng Tánh. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Phan Ngọc Luân và phần biểu diễn đặc biệt của nghệ sĩ Thanh Hằng. Dẫn chương trình Én Vàng Quỳnh Giao, chuông vàng giọng cổ Võ Minh Lâm. Nghệ sĩ và Tri âm trở lại với phiên bản mới, đặc sắc, hấp dẫn, được trực tiếp trên sóng phát thanh FM 96,9 MHz và trên kênh truyền hình LA34 vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Đồng thời, livestream trên trang fanpage và YouTube Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An. Mời quý vị cùng đón xem.